Hello nha anh em. Này mới về con Alex Thái 2010 màu đen cam nha cả nhà. Để em đi cái clip chi tiết cho cả nhà xem nha. Xe này thì áo có dán keo nha anh em. Áo dán keo toàn xe nha anh em ơi. Hai ngàn cây. Chìa khóa hai cây nha cả nhà. Hai cây còn sáng trưng luôn. Nắp xăng dàn nín nha cả nhà. Đặc thù của thằng Thái là bình xăng lúc nào cũng có số 91 nha cả nhà. Em không biết cái gì đó nhưng mà thấy xe Thái là hầu như là vậy. Bánh đầu chưa mở nha cả nhà. Chưa có mở đâu. Nè, vỏ nó nè. Cái đát nằm đâu rồi? Bên đây, đợi em xíu nha. Tầng thứ 18 2010 nha. Phấn còn nè cả nhà. Thấy không? Gai zin sâu mấy thấy không? 10 năm rồi ha. 10 năm hơn 10 năm rồi. Áo thì keo toàn xe luôn. Là engine chưa lợp nữa nha. Phụ tùng xe cua còn đầy đủ ha. Gương hậu, gương chiếu hậu rin của nó còn đủ cả cặp ha. Cản đồ sơn rin ha. Vỏ sau. Vỏ sau của nó đấy. Đây 2010. Cái đùi và ốc tán ở bên đây nha anh em. Máy thì không phải nói rồi, không phải bằng tới cái máy rồi nha nè. AB Thái mà đen cam mà cục dạng cỡ này cũng không phải dễ kiếm đâu nha anh em. Dưới này nó có hơi nói chung là nó hơi nhóm nhóm ở đây nha cả nhà. Ở dưới cùng này phải chịu rồi anh em ơi. Chỗ chữ A này nè, đâu rồi? Thấy không? Chống dựng ha, lò xo là dạng nín anh em ha, cùng màu ha. Đẹp quá. Càng ngắm càng phơi nha anh em. Anh em nào bộ sưu tập mình còn thiếu dòng này thì nên bổ sung vô nha anh em. Chứ xe tầm này giờ không phải dễ kiếm đâu nha anh em. Cái này là hồi xưa chuyên gia mắt nắp nhớt. Bởi vì người ta hay gắn cái này. Nói gì là mỗi lần thay nhớt mắt tháo cả ốc này. Ha, còn bụi đồ đóng trống ha. Chưa vệ sinh ha.
bụi không đó. Khá là đẹp, xuất sắc. À, gọi ra cái cốt sau để nó bắn chơi nha anh em. Cốt sau chưa có dấu mở nha anh em. Còn riêng không có dấu mở nha anh em. Thái, Thái, Nhật. Xe này lại là yếu bình nữa anh em. Mấy xe mà thường thường người ta ít chạy là gì đó. Yếu bình. Để không nói nữa nha. Phải đạp thôi, phải mua mấy cái xe gì đó. Anh em không tin xe anh em đậu thử rồi biết. Bình bây giờ nó dở quá, đậu là bị hay bị hư bình. Mấy xe phép cầm đứt khoảng chừng 3-4 tháng là chừng nào cũng hư bình. Bởi bình ở đây phép mua là cái chục cái để dành để thay cho người ta. Hết bệnh giờ đạp thôi. Giờ anh em nào mà có chốt thì em cũng để nguyên cái về cho đạp chơi, không thay. Máy quá chắc. Rất là chắc tiếng nha cả nhà. Chắc nghịch. Quá đẹp. 2010. Để họ thấy qua có quay cái đầu số máy để cho anh em nhớ nha. Nhớ dùm phép thì chứ phải không nhớ đâu. Đâu rồi, số máy đâu rồi? Đây. 0066 024. Đầu 006. Quá trời ốc nhái đẹp rồi anh em ơi. Vàng cháy luôn á. Nè. Quá đẹp. Quá đẹp, quá xuất sắc. Coi yên này nha anh em. Yên là góc cạnh còn rõ ràng ha. Không có xẹp. Thấy không? Cái cạnh trên nên dòm. Cạnh dưới nè. Chạy nhiêu đâu mà xẹp. Quá đẹp. Nghe nói cái thông tư mới rút hồ sơ bây giờ nó thay đổi nha cả nhà. Rút hồ sơ sang tên để thay đổi. Thành ra xe giờ mà phải mua giữ nguyên biển số để khi nào mà bán anh em đi rồi tính. Chứ bây giờ mà rút trước thì cũng không dám. Quay gì nữa giờ ta, chứ em thấy là nó đẹp dữ lắm rồi đó. À, em dạo chờ giờ mình cái dàn trống rồi em muốn xỉu rồi. Giờ mình dàn trống rồi em muốn xỉu rồi nha cả nhà. Giá 118 triệu nha cả nhà. Rồi, ok. Để phép lượng qua dòng nữa cho anh em xem tổng thể phát nữa rồi kết thúc clip nha anh em. Anh em nào có cái sự đam mê về cái dòng xe ga của hãng Honda Black Thái này thì đến từ Thái Lan này thì alo phép.
Rồi, số điện thoại của Phép nha. 0948 66 949. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như cập nhật xe về sau ngày tháng nha Nam. Rồi, Phép xin chào Nam.